Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Win MP. Các bạn thân mến, ngày Mainnet ngày 28 tháng 6 cũng đã đến gần. Tuy nhiên theo theo dõi của mình thì mình thấy hoạt động của ví đã diễn ra. Thứ nhất là chúng ta đã có ví mới các bạn nhé. Thì đây là giao diện của ví mới. Thì trong giao diện ví mới này thì mình thấy là có gửi đến này, gửi đi này và thêm cái mục setting. Đồng thời họ thêm một cái mục lưu ý quan trọng đó. Thì ở đây chúng ta có hai ví, ví testnet và ví mainnet. Với những bạn mà đã KYC rồi thì chúng ta đang chờ đợi cái lượng pi của chúng ta chuyển về ví mainnet để chúng ta có thể giao dịch các bạn nhá. Thì đặc biệt thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái ví mainnet này. Đấy, một chút giới thiệu sơ qua với các bạn. Rồi mục thứ nhất này là mục receiver, có nghĩa là họ sẽ gửi cho chúng ta theo cái địa chỉ ví công khai này các bạn nhé. Bạn có thể sao chép này hoặc là chia sẻ qua Zalo hoặc là Facebook với những người mà chúng ta giao dịch, ví dụ như là ông A bà B mà muốn mua bán trao đổi gì hoặc là cho chúng ta pi chẳng hạn, thì chúng ta gửi cái địa chỉ này cho họ. Đây là địa chỉ khóa công khai. Rồi ok, đến mục thứ hai đấy là mục send, tức là chúng ta gửi đi đấy. Thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ của họ vào đây, họ chia sẻ cho chúng ta cái địa chỉ, thì chúng ta sẽ nhập vào đây, nhập số lượng vào đây và chúng ta bấm gửi đi. Thì cái video trước đây thì mình cũng đã nói qua rồi, các bạn có thể xem trên kênh của mình. Bạn gõ ví pi nguyên MP thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn sử dụng ví testnet này để chúng ta test thử, để chúng ta biết rằng là cách dùng các bạn nhá. Rồi đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mục là mục setting các bạn nhá. Đấy, mục setting này nó sẽ có cái phần hiển thị ở đây. Thì các bạn bấm vào hiển thị ở đây để chúng ta có thể nhận được cái cụm mật khẩu này các bạn nhá. Bây giờ họ đã cung cấp cho chúng ta cái cụm mật khẩu mà 24 ký tự đấy để chúng ta lưu lại. Thì ở đây cái cụm mật khẩu này là cụm mật khẩu nó giống như khóa két VIP của chúng ta đấy. Nếu chúng ta chưa tạo thì các bạn phải xem và tạo ví ngay các bạn nhá. Các bạn lên kênh của mình gõ tìm là cái VIP thì các bạn có thể thấy được các cái hướng dẫn sử dụng VIP này, hoặc là mất ví thì chúng ta lấy lại, phải lấy lại ngay các bạn nhá. Đừng để sau ngày mainnet rồi chúng ta mới lấy lại thì nó không kịp nữa các bạn nhá. Lúc đấy thì đồng nghĩa với việc là pi của chúng ta không biết chuyển về đâu. Đấy, là chúng ta sẽ mất pi và chúng ta công của chúng ta đào và chúng ta không có pi để tiêu các bạn nhá. Thì đây là những cái thay đổi mới mà mình thấy ví pi hoạt động khá là nhanh. Chờ testnet thì chúng tôi đã thử test cho nhau và thấy tốc độ gần như là ngay lập tức, chỉ vài giây thôi là đã đến nơi rồi. Đấy, thì các bạn nào mà chưa kiểm tra, chưa test pi đấy thì chúng ta phải test đi trước khi chính, thì các bạn vào pi testnet. Đấy, chúng tôi cũng đã thử test số lượng nhỏ, số lượng lớn tùy vào từng người và cũng đã hoạt động rất là tốt. Các bạn thân mến, ngày mainnet thì cũng đến gần rồi và cái việc chuyển pi đã thực hiện cho một số tài khoản KYC. Nếu như các bạn mà đã KYC hoặc là các bạn chưa KYC cũng thế, chúng ta cần phải làm những cái nhiệm vụ chính quan trọng để chúng ta bước sang giai đoạn mainnet, chuyển pi vào ví để chúng ta có pi để chúng ta tiêu các bạn nhá, chúng ta mua hàng các bạn nhá. Đấy, thì để nói về những cái nhiệm vụ chính đấy thì mình sẽ điểm qua một chút như này. Việc đầu tiên là các bạn vào ba gạch và hồ sơ để chúng ta xác minh cái số điện thoại các bạn này, xác minh số điện thoại, xác minh email. Đấy, mật khẩu chúng ta cần phải nhớ liên kết với cái số điện thoại. Đấy, bởi vì sau khi xác minh rồi chúng ta sẽ không nhìn thấy là chúng ta đăng ký bằng cái số điện thoại nào cả. Đấy, chúng ta cần phải ghi những cái nội dung này ra giấy. Các bạn có thể xác minh thêm cái Facebook. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là không bắt buộc. Đấy, số điện thoại hoặc là Facebook, một trong hai cái này phải xác minh các bạn nhé. Xác minh thì cái tài khoản chúng ta sau này nó mới an toàn được. Đấy, khi mà chúng ta mất mật khẩu hoặc là chúng ta có những cái vấn đề gì đấy thì có cái việc xác minh này thì tài khoản của chúng ta mới ok được, được chưa? Rồi, cái mục thứ hai để mình nói tới các bạn để chúng ta chuẩn bị cho cái việc mainnet, chúng ta có pi vào ví các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào ba gạch ở trên này, chúng ta sẽ bấm vào mainnet các bạn nhé. Chúng ta xuống các danh mục mainnet ở dưới này thì ở trong này có 7 đầu mục, thì chúng ta sẽ thực hiện các đầu mục các bạn nhé. Bạn bấm vào mũi tên này, đăng nhập và tải pi browser về.
Đó, sau khi đăng nhập tải P-Browser về thì các bạn sẽ bấm vào mục thứ hai này. Đấy, cũng đăng nhập vào để chúng ta tạo ví các bạn nhé. Sau khi vào ở đây thì chúng ta sẽ chọn wallet này để chúng ta vào tạo ví các bạn nhé. Mình có hẳn cái video rất là cụ thể về việc tạo ví rồi, mình sẽ không giới thiệu ở đây nữa. Thì các bạn có thể lên kênh của mình để tìm VP. Ở đây bạn chỉ cần tìm VP thì sẽ có các cái video hướng dẫn sử dụng P này, cũng như là mất ví thì lấy lại như thế nào. Các bạn xem rồi các bạn làm theo, cũng khá là đơn giản thôi, không phải phức tạp gì đâu. Sau khi thực hiện xong mục 2 tạo VP rồi, các bạn cần phải xác nhận VP các bạn nhé. Bạn bấm vào mục 3 này. Đó, thì bạn dán cái địa chỉ của bạn vào đây và các bạn xác nhận VP, nó sẽ liên kết và nó có tích xanh ở cái mục 3 này các bạn nhé. Đó. Rồi tiếp theo là các bạn phải cam kết khóa P này. Khóa P thì tùy vào mục đích của bạn, mức độ của bạn. Bạn có thể khóa 3 năm hoặc là 1 năm hoặc là 6 tháng, tùy vào mức độ tỷ lệ khóa. Và các bạn lưu ý rằng là khóa rồi thì chỉ khóa tăng lên, không khóa giảm xuống được các bạn nhé. Sau khi chúng ta thực hiện mục 4 rồi thì chúng ta sẽ chờ đợi để họ cho phép KYC các bạn nhé. Đây là một việc mà những người đào P2-3 năm rồi cũng đang chờ đợi rất mong mỏi. Thì mình cũng may mắn là được KYC rồi. Ở đây là một cái tài khoản của người nhà của mình thì cũng đang chờ đợi. Và khi bạn được KYC rồi thì chúng ta sẽ có mục tích xanh 5 và tích xanh 6 các bạn nhé. Rồi, đấy là một số nội dung mà mình điểm qua trước khi mainnet. Bạn nào mà chưa làm thì các bạn phải làm đi nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ quay sang cái phần blockchain để chúng ta tìm hiểu xem thực hiện mainnet của Pi như nào. Các bạn vào minpi.com gạch chéo nốt theo cái đường dẫn mà mình để ở đây. Đấy, sau đấy thì các bạn vào phần Pi nốt các bạn nhá. Nếu mà xem trên máy tính thì các bạn vào phần Pi nốt. Ở đây thì nó có hai loại xem. Nếu các bạn xem trên điện thoại thì bạn vào pi.blockchain.pi này. Đấy, còn nếu mà xem trên web thì các bạn vào pi.minpi này, .com này, Block Explorer này. Đấy, chúng ta sẽ mình sẽ xem trên web để chúng ta nhìn cho nó rõ các bạn nhá. Rồi, ở phần này thì nó có hai phần này, testnet và mainnet. Đấy, testnet và mainnet. Thì testnet thì mình không nói nữa, bởi vì testnet thì quá lâu rồi. Đấy, anh em nào test pi thì cũng đã rõ rồi. Bây giờ mình chỉ vào cái phần mainnet này thôi. Đấy, để chúng ta tìm hiểu xem như nào các bạn nhá. Thì mình thấy mấy ngày gần đây là các hoạt động chuyển pi đây các bạn nhá, tạo ví chuyển pi là đã diễn ra. Đó. Thì các bạn có thể bấm vào view all này. Đấy, 2 giờ 6 giờ đã diễn ra đây các bạn nhá. Thì các bạn có thể bấm vào next page thì chúng ta tìm lại cái chỗ thời điểm mà gần nhất ở đây. Đấy, thì trong cái trang này thì gần cuối thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái hoạt động, đây là hoạt động tạo ví Pi với số lượng khá là lớn. Và cách đây 6 tháng thì đội ngũ Pi con team đã thực hiện này. Đây, 65 tỷ đồng Pi này đã tạo ở cái ví này. Và đây là 10 tỷ đồng Pi và 5 tỷ đồng Pi theo cái chương trình của họ. Thì họ đã tạo ra những cái ví như này để sau này họ phân phối các bạn nhé. Và đặc biệt thì cách đây 2 ngày các bạn thấy có 100.000 cái đồng Pi này đã tạo ở cái ví GABT này ra như nào. Thì chúng ta có thể dịch ra một chút tiếng Việt để chúng ta tìm hiểu cho nó rõ các bạn nhé. Thì cái ví mà có ký hiệu là GBCQ này này. Đấy, nó sẽ tạo ra là 100.000 đồng Pi. Đấy, thì theo mình là ở giai đoạn đầu này có khoảng 100.000 người KYC thì nó phân phối cho mỗi người 1 Pi. Đấy các bạn nhá. Đấy, sau ngày cách đây 2 ngày thì bắt đầu từ hôm qua. Từ hôm qua các bạn nhá, cái ví GBCQ này này. Đấy. Họ sẽ thanh toán. Họ sẽ thanh toán cho tức là 100.000 đồng Pi này nó tồn tại trong GABT. Đấy, thì mình theo như mình thấy thì GABT nó sẽ tạo và nó chuyển cho các cái tài khoản này một số dư 1 Pi các bạn nhá. Các bạn để ý thì thấy việc tạo tài khoản và họ để cho những cái tài khoản này số dư 1 Pi ở đây này. Đấy, thì theo mình là vừa rồi theo thông báo là có 100.000 tài khoản đã KYC và họ đã chuyển những cái số dư là 1 Pi tạo cho những cái tài khoản này.
mình thấy liên tục từ hôm qua đến hôm nay và hiện tại là họ đã chuyển 1 tỷ vào để cho các cái tài khoản này các bạn nhé. Đó rất là hay, thì đây là thông tin cực kỳ vui cho đến tận hôm qua và tận hôm nay các bạn nhé. Đấy, và cách đây là mấy giờ thì họ đã chuyển về rồi. Rất là tuyệt vời, đấy là việc mainnet là theo như mình nhận định là họ đã chạy rồi. Và dự án Pi của chúng ta vẫn đang tiếp tục. Các bạn nào mà theo đội của mình thấy Pi bây giờ tương lai đã rộng mở rồi thì mã 10 của mình là Nguyên VV. Và cách đào thì các bạn hãy lưu ý một chút là các bạn vào đào thì các bạn hãy vào nhóm Zalo của mình các bạn nhé. Nhóm Zalo của mình là nhóm Nguyên MVP kiếm tiền thụ động, xong inbox cho mình để được vào nhóm VIP các bạn nhé. Đấy, nhóm VIP thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từng ly từng tí một. Đối với những bạn mới chưa biết cách tạo ví, chưa biết cách đặt tên tài khoản như nào để sau này KYC, chưa biết cách thế nào để làm vòng tròn bảo mật và rất nhiều nội dung nữa, thì các bạn hãy vào join vào nhóm kiếm tiền tự động. Và sau đấy nếu như bạn đăng ký dưới cái mã mời của mình là Nguyên VV thì mình sẽ cho các bạn vào cái VIP đào Pi này để là cùng đội với mình để mình hướng dẫn chi tiết từng tí một các bạn nhé. Đó thì video hôm nay thì mình gửi tới các bạn những cái thông tin chính như thế, tức là ngày mainnet theo như dự đoán là 28 tháng 6, tuy nhiên là hoạt động mainnet đã chạy rồi các bạn nhé. Đấy, đây là một tin rất vui cho những người đào Pi 2-3 năm chờ ngày KYC. Đấy thì mình cũng đã KYC và cũng đã hướng dẫn cho rất là nhiều bạn trong nhóm KYC. Thì nếu mà bạn nào đang KYC mà vướng mắc, không nhất thiết vào trong đội nhóm của mình, và riêng đội nhóm của mình thì mình hỗ trợ hết mình. Đấy là bởi vì chúng ta là một đội thì mình sẽ hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên là những bạn không phải là đội của mình thì mình cũng sẽ hỗ trợ trong cái mức độ khả năng của mình để các bạn có thể vượt qua KYC chỉ trong vòng 5 phút 10 phút, theo như là những cái kinh nghiệm của mình đã hướng dẫn cho nhiều người các bạn nhé. Rồi video hôm nay thì rất vui là thông tin tới các bạn như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.